Ông lấy lưỡi liềm ông móc á, thọc tay vô. Ông chủ vườn ông thọc lưỡi liềm vô móc vô nha mọi người. Đồng này cô với anh chạy rất là dữ mọi người. Nó bị ngạt cái họng rồi mọi người. Giờ anh đang móc ra mọi người. Giờ anh đang móc ra mọi người. Nó nặng quá nặng rồi, cho ai chịu nổi, kéo bớt nó đi ủi. Cái ông kia. Nè, trong cái hà này, dính cái ngắt thôi. Cái này, cái ngắt đi, nó chạy bực lồn nữa. Cái lồn. Ông lấy lưỡi liềm ông móc á, thọc tay vô. Ông chủ vườn ông thọc lưỡi liềm vô móc vô nha mọi người. Trời trai đang quay mà ổng đưa cái lưỡi liềm vô đít trong luôn á. Trời ơi, dữ thiệt. Cho lên sóng luôn. Tôi lên sóng luôn được ngàn like luôn. Hai ngàn luôn, ngàn like đi. Ông có tiền luôn kìa. Kênh Anh Hậu đó chiều giờ bấm vô đăng ký đi. Thấy dắt cái lưỡi liềm sao đít liền á. Nhà yeah, tạm mọi người. Lúa bón phần gì mà gom cứng dữ rồi. Vô đó mà nó cắt không đứt luôn á. Để mà nâng móc ra nha mọi người. Tôi thế là tôi kêu tôi dặn ông mà tôi bảo ông đi trước rồi. Đúng, tôi dặn ông trước đâu mà chứ tôi chặn. Tôi bảo ông mà đuổi tôi dặn ông đàng hoàng. Chắc móc hết cho đó nó mới ra được. Cái đó thọc thọc. Đây nè. Đây mọi người. Đây nè. Nó bị cuốn cái đó luôn, nó bấm không vô nổi nha. Cái này nó gãy như thế này vì sao chịu nổi. Gãy như thế là phải sơn vậy. Mình móc bên nửa đó luôn. Hả? Thì có móc chỗ được mà. Móc bên nửa rồi. Được. 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 Mình đạp cái ngược lên ngược xuống rồi là nó đạp ra đây nha. Để ra cái tình cắt ra đây nè. Lúa này tại bà con mình nó đi thấy đường luôn đó mọi người. Nên mình nhét vô. Mình nhớ vô mình mới dưới đó này mọi người. Rồi cũng thấy là tạm này
cũng vàng nữa. Mới kéo đầy lúa chuẩn bị di chuyển vô nha mọi người. Đồng này cô của anh chạy rất là dữ mọi người. À, cây mới cắt DC70 cắt đang trên đường cắt về nha mọi người. Cắt lâm này nữa, còn lâm nữa là không đồng luôn nha mọi người. Kết thúc luôn nha mọi người. Để mình xin phép mọi người mình cũng kết thúc video đây luôn nha mọi người. Mọi người coi thấy hay cho mình xin một like. Mọi người nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người xem nha. Mình kết thúc video.